mình sẽ làm một cái video về chủ đề là váy cưới của cô dâu nhé. Thì nói chung là chủ đề này thì mình cứ làm một cái chủ đề rộng thôi. Thì tất cả những cái gì trên danh nghĩa là một wedding planner mình cảm thấy cần phải tìm hiểu về váy cưới của các cô dâu ấy, thì là hôm nay mình sẽ cần cái tư vấn của bạn Linh, là bạn Trà Linh, là chủ thương hiệu. Thì là Linh sẽ tự giới thiệu về mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trà Linh, là CEO và co-founder của thương hiệu Hạt Chích Thật Chua. Thì thương hiệu của mình hiện tại thì đã đi được 6 năm rồi và có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội. Thì mình cũng có rất là nhiều cơ hội được làm việc với lại anh Việt đến từ khi được wedding next event. Và hôm nay mình cũng rất là vui chia sẻ với tất cả mọi người những cái kinh nghiệm mà mình có được tích lũy được trong quá trình 6 năm mình làm việc. 6 năm rồi đúng không? Bình thường ấy, nếu mà như là các cô dâu mà đến book váy của em ấy, thì là em theo thấy thì thường mọi người hay có những cái tức là cái thắc mắc gì lớn nhất mà mọi người hay cái khúc mắc gì lớn nhất mà mọi người hay cần tìm hiểu về cái khi mà muốn đặt váy. Thường thì hầu như là 80-90% cô dâu khi mà tìm đến Hạt Chích Thật Chua thì đều băn khoăn những cái vấn đề về vóc dáng của mình, như là bắp tay to quá thì phải làm như thế nào, eo hơi to hay là cái phần vai hơi rộng, rồi chân thì không đủ dài, khi mà mặc áo cưới thì nên mặc phụ tùng như thế nào, và chất liệu gì, kiểu dáng gì hợp nhất với lại từng vóc dáng của cô dâu. Cái gì cũng nhiều nhỉ? Rất là nhiều luôn anh. Thế nhưng mà ví dụ những cái mà về như những cái về ngoại hình thì đúng không, ví dụ như tay to hay là eo to hay là chân ngắn các thứ thì đấy nó về cái bản thân người ta rồi đúng không, thì làm sao mà cải thiện được nhỉ? Cách mình cải thiện nha, ví dụ đấy những cái nhưng mà bắt tay to hay là ví dụ như là bắt tay to thì mình nên mặc những cái kiểu váy trễ vai và thì che tay bớt đi, ví dụ như là phần cái phần bắt tay của mình mà quá to và kéo dài thì sẽ có những cái kiểu mà trễ vai với cái bạn lớn như vậy, hoặc là nếu mà chỉ cần làm không bự lắm thì tụi em chỉ cần làm cái bạn hình nhỏ như vậy thôi thì mình sẽ thành tùy độ to đúng không? Dạ đúng rồi, cái che hết độ to là thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cô dâu cũng sẽ tự tin hơn, tại vì khi mà mình mặc như vậy thì vô hình khi mà mình mặc cái kiểu trễ vai thì cái ngực của mình nó cũng sẽ đẩy nhẹ lên. Dạ. Để đẩy nhẹ là tốt hơn chứ đúng không? Dạ đúng. Thế còn đấy, tự nhiên em lại nói ngực thì hơi thấy nhịn tí, nhưng mà ví dụ với những cô dâu mà người hơi gầy ấy, hơi ấy thì có cách gì để mà trông ấy hơn nhỉ? Hầu hết tất cả những cái váy của Hạt Chích Thật Chua thì đều có đặt corset ở bên trong để mà nâng ngực. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ đặt những cái bra cup ở bên trong làm cho ngực của mình trở nên đầy đặn hơn, mà các bạn không cần mặc áo ngực khi mà mặc váy cưới của bên mình nữa. Thế thì tức là vẫn phải phụ kiện ở ngoài đi để mà kết hợp thêm. Dạ, vẫn sẽ kết hợp thêm, nhưng mà hầu như là cô dâu cái form váy là cũng ok rồi. Dạ, hầu như là không cần phải mua hay là không cần phải tự chuẩn bị bất cứ cái gì khi mà đến bên mình thuê váy nữa. Còn cái vấn đề gì? Ví dụ nếu mà chân ngắn thì không vấn đề gì làm đúng không? Chân ngắn thì nếu mà đi giày cao gót ở trong đa số là váy thì đều sẽ che được. Nếu như mà chân mình ngắn hay bắp chân bự hay là chân có những cái khuyết điểm, ví dụ như là gầy đầu gối hoặc là xương không thẳng thì không nên mặc cái váy xẻ chân thôi. Còn đa số tất cả những cái khác đều che được và mình có thể khắc phục được rất dễ. Váy xẻ chân là dạng như kiểu váy kiểu như đuôi cá nhỉ? Dạ. Còn xẻ chân hoặc là cái váy đuôi cá hoặc là váy A-line thì có thể làm xẻ chân được. Thì là nó bị lộ những điểm chân. Dạ đúng rồi. Thế còn ví dụ chẳng hạn với những cô dâu mà hơi mập thì như nào? Dạ, với những cô dâu mà hơi tròn chút xíu á thì bên em có cái hệ thống corset hai lớp, nghĩa là có thể siết được từ 8-15cm tùy vào từng cái cấu trúc xương. Có nghĩa là ví dụ như là có hai người cùng chiều cao cùng cân nặng, nhưng mà có người sẽ siết được nhiều hơn người còn lại là vì làm cái hệ thống xương, cấu trúc xương của người ta xương người ta thô hay là đúng rồi, hay là nhỏ xương, mà nếu như mà nhỏ mà đa số là thịt cái lại mỡ nhiều á thì tụi em siết được rất là nhiều. Còn nếu mà cái khung xương của mình hơi lớn ở ngay cái phần xương thì mình siết không được nhiều lắm, tuy nhiên là vẫn sẽ khắc phục được, giống như kiểu mấy cái phim ngày xưa đây đúng không? Dạ. Cứ thiết xong rồi khó thở đấy. Dạ. Thì quan trọng nhất vẫn là cô dâu phải thật sự cảm thấy thoải mái trong cái đám cưới của mình chứ. Nhiều khi cái chuyện mà eo nhỏ hay eo không nhỏ lắm không thật sự quan trọng luôn. Tức là bản thân anh thấy là nó tạo form mà ấy, cứ miễn là trên dưới nó có dạ, đúng cái quyết là được đúng không? Ví dụ có thể là thắt chỗ đấy vào thì đẩy lên trên tí thôi đúng không? Dạ đúng. Thì khi mà mình thắt và mình siết được con eo á thì vô hình là cái phần ngực của mình nó sẽ đẩy lên, đặc biệt là cái phần corset của Hạt Chích á, thì ngoài cái chuyện đẩy ngực thì còn nâng cả hông nữa, đó là cái đặc điểm mà thế mạnh của Hạt Chích Thật Chua. Thì cho anh hỏi là tức là
thật ra thì ngày xưa ấy thì đúng là anh cũng không quá chú tâm vào máy đâu nhá, nhưng mà đến gần đây thì anh quan tâm hơn ấy, thì anh thấy là tức là anh cũng nhìn thấy những cái đặc trưng riêng của từng thương hiệu ấy, tức là mỗi thương hiệu sẽ có cái thế mạnh về một cái dòng máy nào đấy hoặc là một cái đặc trưng nào đấy. Thế nhưng mà về bên mình ấy, thì anh muốn là em chia sẻ luôn là cái điểm mạnh với cả cái đặc trưng nào mà phân biệt được máy của mình với các bên khác. Thật ra thì so với lại những cái bên khác thì bên mình cũng không phải là sản phẩm của một thiết kế duy nhất, mà hiện tại thì Hạc Sức đang thực hiện theo team thiết kế. Team Hạc Sức thì có 30 bạn thiết kế và mỗi bạn 30 bạn luôn. Mỗi bạn thì có một cái điểm mạnh riêng làm nên một cái hệ thống váy rất là phong phú. Vì là trong 30 bạn đó thì các em chia làm một team, mỗi team thì sẽ phát triển và nâng tầm một cái dòng váy riêng được. Cho nên là ví dụ như là bạn muốn tìm một cái váy phồng xòe rất là lộng lẫy, hay là bạn muốn tìm cái váy đuôi cá sexy, một cái váy rất là đơn giản, thì khi mà bạn thích cho nó hình thức là bạn có thể tìm được ra được cái một cái váy đuôi, không cần phải là cái hoa tươi cái váy là cái váy cho bạn đến tay, là cái váy là cái la cho bạn đến tay. Mà ngoài ra thì cái phong cách thiết kế của bạn chính là cái xu hướng là tinh tế và tâm linh, nghĩa là sẽ không có chút quá chú trọng những cái kiểu quái phòng tính kết đúng không, hoặc là một mạng họ chú ý sẽ tập trung nhiều vào đi là định hướng như là tính kết rồi phát triển những cái chi tiết ở trên cái máy đó. Chính như là chính như anh thấy là ví dụ như là ngày xưa ấy thì lại có một số cái quan điểm là giống như là anh thấy một số bạn bảo là giống như là nhiều nhà thiết kế ấy, hoặc là kiểu không biết là có phải là nhà thiết kế không, tức là cái chuyện học, thực ra anh nghĩ cái chuyện học hành trường lớp thì nó cũng là một phần thôi, còn từ công việc các thứ thì người ta cũng có khả năng tự học rất là nhiều đúng không, thì giống như là bảo là nhiều khi chỉ cần lấy cái form váy hoặc là làm giống cái form váy nổi tiếng nước ngoài về xong rồi thay vào đấy là đính kết các thứ vào thôi là cũng phải ra một cái váy cưới, thì theo em cái quan điểm đấy như nào, tức là anh nghĩ là nó không, nếu mà đã chọn một cái thiết kế thì nó phải có một cái tổng thể của nó đúng không, chứ không phải đơn thuần chỉ là ví dụ đắp bên này một tí đắp bên kia một tí đúng không, thì theo em cái quan điểm về cái việc đấy như thế nào? Theo em thì nếu như mà một cái thiết kế mà đã chịu khó tìm tòi là mua cái sản phẩm từ nước ngoài về và phá ra để mà nghiên cứu những cái hay của thiết kế nước ngoài thì đó là một cái mà rất là đáng học hỏi và thực sự không có gì sai cả. Tuy nhiên là cái lý do mà một số những cái thương hiệu nước ngoài không thể kinh doanh được ở Việt Nam, đầu tiên là về giá, nhưng mà thứ hai em nghĩ đó là về form dáng, có nghĩa là khi mà những cái form của nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu, châu Mỹ khi mình phải làm ra là dựa trên cái sự nghiên cứu về góc dáng của những người châu Âu hoặc châu Mỹ, thì khi mà ép vào trong góc dáng của người Việt Nam, thứ nhất là hạ eo lúc nào cũng ngắn hơn, thứ hai là cái phần xương của mình, xương vai hay là cái phần bắp tay lúc này nó cũng đô hơn, thì thường nó sẽ bị là khi mà mình mặc vào nó không bao giờ nó fit 100% cả. Rồi thứ hai nữa là liên quan đến cái quan niệm về thẩm mỹ nữa. Có nghĩa là ở nước ngoài thì hiện tại bây giờ cái quan niệm về váy cưới của người ta nó hầu như là nó khác so với Việt Nam. Nghĩa là ở Việt, ví dụ như ở Việt Nam thì cô dâu muốn là cũng phải nhìn xinh xinh một chút, cũng lấp lánh một chút xíu, rồi cũng phải có hè, có lấp lánh, hay là thậm chí là một cái váy trơn đi, thì ở Việt Nam cũng muốn là cái váy đó nó phải trắng. Tuy nhiên là cái quan niệm thẩm mỹ ở nước ngoài là cái váy đó không cần phải trắng. Cái váy đó là màu ivory hay là màu pearl, những cái màu mà mình nhìn lên mình cảm thấy là như kiểu Việt Nam gọi là màu chó lòng đó, nhưng mà ở nước ngoài nó phải rất là thích. Thì bởi vì hai cái quan niệm hoàn toàn khác nhau như vậy, cho nên là đôi khi khi mà mình đưa một cái váy của nước ngoài thì mình đắp vào mình nói là đó là một cái sản phẩm của Việt Nam và được nhiều người ưa chuộng thì em nghĩ nó vẫn chưa chính xác. Đúng rồi, thực ra về cái màu anh cũng thấy là như thế đấy, ví dụ chẳng hạn như là trước anh có nghiên cứu về thiết cưới như thế. Thì nếu mà chẳng hạn như là nếu mà cái giấy mà trắng tinh ấy, trắng mà gọi là cái độ trắng mà nó hơi như kiểu trắng xanh ấy, thì chắc chắn nó nhìn không bao giờ đẹp, không sang được. Mà nó có vẻ hơi trắng ngà, kiểu màu ivory đấy. Thì hôm nay em cũng chia sẻ một chút xíu về cái màu của thương hiệu của bên em. Tức nghĩa là có rất là nhiều cô dâu khi mà đi vào hay là đi chung với bố mẹ á, thường là người lớn sẽ có cái bạn hồ gì về màu. Lúc nào cũng vào thì hỏi là tại sao cái váy này màu tối thế hả con, tại sao cái váy này màu nó không có được trắng sáng, có thể là đi nhiều nước ngoài hay không. Nhưng mà thật ra thì ở bên này chích á, thì tất cả những cái váy đều không bao giờ đi quá 3 nước. Và những cái màu hiện tại bên em đang sử dụng là màu của thế giới. Có nghĩa là ai chích những cái váy như là váy trơn á, thì được nhập vải giống như là vải siêu Mikado thì nhập về, hay là vải siêu Dutchy, đó là vải của Ý. Tất cả những cái dòng vải đó đều không có một trắng tinh. Hiện tại á, ở trên thị trường sẽ có 3 màu trắng, đó là màu trắng tinh là white pearl,
màu thứ hai là màu off-white, là màu trắng hơi kem kem chút xíu, chất sữa. Còn cái thứ ba là màu ivory, ivory là màu trắng gà. Thì ở thế giới hiện tại dùng off-white và ivory thôi, người ta không có dùng cái màu trắng xanh, trắng tinh nữa. Cho nên là mình đối với quan điểm mà từ xưa của Việt Nam là váy phải càng trắng thì mới càng mới thì hiện tại nó đã xưa rồi. Và nếu như mà mình mà muốn mặc cái váy mà kiểu trơn mà nhìn thanh lịch thực sự và sang trọng thực sự thì nên chọn một cái màu nó hơi trầm xuống một chút xíu. Đấy, nhưng mà đúng là có một cái là nhạy cảm nhận, nếu mà nhiều người không hiểu nhìn lại tưởng là váy cũ đúng không? Dạ đúng. Thậm chí là có thể mình giải thích ấy. Dạ, nhưng mà họ vẫn nghĩ là chỉ là mình, dạ, mình bao biện hoặc là cái cách mình bán hàng đúng không? Chiêu trò để sale thôi đúng không? Dạ. Ừ, đấy, cái đấy là cái rất là dở đấy. Và khi mà mình treo một cái váy á mà màu nó hơi tối thì vô hình chung là mình sẽ đánh giá là nguyên cả một tỷ dạy đó là cũ hết. Đều cũ hết. Thật ra thì nói chung cái mà khách hàng không hiểu thì mình có giải thích thế nào mà họ không hiểu thì cũng chịu thôi đúng không? Còn lương tâm nghề nghiệp với cái giá trị thương hiệu của mình thì không thể nào mà đong đếm được để mà mang cái chuyện đấy ra để mà, yeah, đúng không? Thì anh nghĩ quan điểm mình cứ giải thích, còn khách hiểu thì hiểu thôi. Yeah. Cái gì là thế, nhưng mà như bên em là cứ ba nước thì là, yeah, là bán luôn à? Nghĩa là bên em ba nước, bên em trước thì có kinh doanh đi váy. Nếu như mà đi ba nước rồi thì tụi em sẽ không có kinh doanh cái sản phẩm đó nữa và đã không có lòng khi mà nó ra vào thị trường. Thế thì hủy án hay như nào? Dạ, thì em sẽ hủy. Dạ. Mà thế thì hủy kiểu gì? Là hay là hay như là sẽ có rất là nhiều cách để mà mình hủy một cái váy. Ví dụ như là những cái mà váy như là váy trơn. Váy trơn thì có thể là mình thao cái váy đó ra và những cái váy nào mà tự sử dụng hàng thì mình có thể dùng lại để mà mình làm cái váy mới. Còn vải thì mình sẽ hủy đi. À thì dùng tốt chứ đúng không? Dạ. Tại à tự nhiên cái đợt cái váy của Lan Khuê thì chắc hẳn. Dạ. Có lấy ra hết không? Lan Khuê là hàng Swarovski của Áo mà riêng cái tiền hàng bắt không là 250 triệu rồi. Có lấy ra hết không? Dạ phải lấy chứ. Tại vì cơ bản là khi mà mình sử dụng cái hàng Swarovski á thì cái tuổi thọ sử dụng hàng rất là lâu luôn, và nó sáng rất là bền. Giống kiểu như là khi mà mình đeo những cái sản phẩm của hàng của Swarovski á thì nó rất là lâu, nó bị phai màu đi và luôn luôn mình nhìn thấy được là tại sao nó mắc tới nó như vậy. Thế chị 250 triệu cái váy đấy chị chắc phải ra khối váy khác nhỉ? Dạ đúng rồi. Chứ đợt váy của Lan Quê thì toàn hàng là hàng. Dạ. Thật ra đúng là anh là đấy biết đến cái thương hiệu của em là cũng là từ cái tiệc Lan Quê đấy. Dạ. Cái váy đấy là váy anh rất là ấn tượng. Dạ. Thật ra tại vì là trước đúng là anh không quan tâm nhiều về váy. Nhưng mà để mà nhìn cái váy đấy là anh thấy nó khác biệt hẳn so với tất cả những cái váy khác từ trước đến giờ. Ví dụ hẳn như là nếu mà kiểu bồng xòe kiểu công chúa hẳn thì không nói, hoặc là ví dụ váy đuôi cá thì mình không biết, đấy là những cái mà đặc trưng. Nhưng mà cái váy của Lan Khuê là kiểu gọi là váy kiểu gì nhỉ? Dạ váy dáng trộn và nó sẽ nó kết hợp như một cái ống. Dạ, nó kết hợp với nhiều thứ. Thì không, cũng có rất là nhiều người khách hay là những cái bên đối tác nói với em là tại sao không làm ra được nhiều cái kiểu như váy để kinh doanh. Nhưng mà thật ra là khi mà để làm một cái kiểu váy để kinh doanh đó thì mình phải cân nhắc đến là vóc dáng trung bình của khách hàng như thế nào, nhu cầu của khách hàng như thế nào, khách hàng mặc được cái gì. Ví dụ như Lan Khuê thì Lan Khuê cao tới 1m78 là bạn rất là ốm, cho nên là nhiều khi mà cái mẫu váy của bạn dành cho bạn mặc đó, thì có thể mình biến hóa rất là nhiều kiểu. Và đôi khi giống như bạn thông em vậy, khi mà em ra đường thấy có một cái váy rất là đẹp, em nghĩ là ôi cái váy nó đẹp quá, mình rất là thích mặc. Tuy nhiên nếu mà em mặc cái váy đó vô thì em thật sự là em không khác gì một cái đồ dễ vậy đâu. Tại vì vóc dáng của mình không cho phép. Rồi có rất là nhiều thứ để mà mình phải cân nhắc khi mà mình mặc cái mẫu váy đó. Và đặc biệt nếu khi mặc cái mẫu váy đó là cái mẫu váy mà quan trọng nhất cuộc đời của mình thì mình phải tìm những cái mẫu này mà phù hợp nhất và tôn dáng mình nhất, chứ không thể nào là cái mẫu váy mà lạ nhất. Đúng rồi, cái chuyện hợp quan trọng lắm. Dạ đúng rồi, cần hợp nữa. Chứ không phải là hàng chất không muốn làm ra những cái kiểu váy mà nó lạ tới như vậy. Mà anh thấy nha, thật ra là nếu mà hợp ấy, đến bây giờ mình nghĩ lại, thật ra hợp là còn mình nghĩ đến chuyện là nó còn phải hợp cả với cái concept của bữa tiệc nữa, cả cái decor nữa, đúng không? Ví dụ một cái tiệc mà làm rất là kiểu thanh lịch nhẹ nhàng nhưng mà lại chơi một cái kiểu xến xúa hoặc là màu sắc quá thì anh nghĩ là nó sẽ không hợp, đúng không? Và ngoài ra là phải hợp với bố mẹ nữa. Hoặc là ví dụ ra ngoài biển, đúng không? Dạ. Ra ngoài biển mà lại làm quả công chúa đầm xòe rộng loe cho loe thì cũng là không hợp, đúng không? Anh nghĩ là như thế, đúng không? Nói chung là khi mà cô vô đến ở bên mình thì sẽ phải cân nhắc giữa là cái sở thích của mình thích cái gì và cái mà hợp với mình. Đôi khi cái mình thích nó sẽ không có phù hợp, nó không có phù hợp thì khi mà chị sẽ tư vấn rất là kỹ về chuyện đó. Thế ví dụ như anh hỏi bọn em lúc mà tư vấn váy thì có tham khảo hoặc là có hỏi ngược lại cô dâu về cái concept để co hoặc là để mình mix vào cho nó thì em có những cái phiếu tham khảo thì trước khi cô vô đến thì sẽ phải
xin cô dâu những cái thông tin mà ví dụ như là cũng có rất nhiều cô dâu ngại chia sẻ về chuyện đó, nhưng mà theo em thì em khuyên là khi mà đã đến bước đến bên hình chức rồi thì nên chia sẻ càng nhiều càng tốt. Vậy là mình đặt cưới như thế nào, cần xếp đợt con như thế nào, càng có nhiều thông tin thì chia sẻ càng dễ tư vấn cho mình và giúp cho mình chọn được cái mẫu váy phù hợp nhất với lại cái cần xếp và cả về ngân sách nữa. Tại vì thật sự ra là cái ngân sách là cái rất là quan trọng. Đúng rồi. Và mình đừng có ngại chia sẻ bất cứ cái gì. Ở đấy thì lại nói về cái vấn đề ngân sách ấy, thì là như của bên mình ấy thì thường thường cái mức cái khoảng giá nó như nào nhỉ, với cả là tức là thường thường thì các cô dâu sẽ hay thuê váy ở cái mức giá như nào ấy? Thì hay thích thì rất là có một cái điều mà bên em rất là vui xây dựng được, đó là tụi em xây dựng được một cái hệ thống giá khá là rộng. Đây là thấp nhất là 8 triệu là bạn có thể có một cái sản phẩm cho thuê của hãng chích rồi, và giá thuê có thể là những cái sản phẩm của dòng cao cấp thì có thể là 200-300 triệu. Đấy là thuê luôn. Dạ. Thì đa số cô dâu sẽ thuê bên em tầm ngân sách khoảng dao động từ 20 triệu đến 45 triệu cho một cái váy. Anh thấy là như thế là hợp lý nhá. Dạ. Chứ thật ra là những cái váy mà anh thấy cứ đến một vài trăm thì đúng là cảm giác là thật ra không phải người ta không có đủ tiền để chi trả cho chuyện đấy, nhưng mà tức là thật ra là anh thấy cái việc một cái váy mà nó đến tầm mức giá đấy ấy, so với những cái váy nó ở thấp hơn ấy, đúng không? Ví dụ khoảng anh cứ cho là khoảng 200-300 đi, so với cái váy tầm khoảng 100 ấy, đúng không? Thì anh nghĩ là cái mức độ nó chênh lệch nó sẽ không phải là quá nhiều, đúng không? Tức là đặt giữa hai cái mà bảo là nếu mà một người không biết, ví dụ ngoại đạo mà bảo là định giá hai cái sản phẩm đấy, anh nghĩ là sẽ không có nhiều người có thể định giá được. Mà thực ra thì khi mà cái sản phẩm như từ 20-30 triệu với sản phẩm thấp hẳn thì không nói. Dạ. Là 50-100 triệu á. Đúng rồi. Nó cũng sẽ khác nhau về chất liệu về hạt, và cái chất liệu để mà xây dựng lên cái váy á, có thể là trong trên cái phần hình ảnh mình sẽ được xử lý, mình sẽ không biết được. Tuy nhiên là khi mà cái người mặc vào á, thì người ta sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt rõ ràng giữa hai loại chất liệu luôn, chỉ là cái phần hạt. Đúng rồi, thì đấy còn là cái chuyện mặc của nó, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mặc và cảm nhận, đúng không? Đấy đúng rồi, đồ cao cấp, đúng không? À đấy. Thì nói về cái chuyện đấy thì là thì là anh cũng biết là cái thương hiệu mình là em đã định hướng vào phân khúc cao cấp rồi, đúng không? Thì cái gì nó làm nên cái cao cấp, cái từ đi kèm trong cái thương hiệu mình. Thì hãy chích ban đầu thì bên em có tên là chích bridal, là chuyên về váy cưới. Sau đó thì chuyện và đổi tên là chích cao cấp từ tháng 8 năm vừa rồi. Thì sau khi mà đổi thì mình đi tập trung đến những cái phân khúc cao cấp hơn. Thì một cái điều mà làm nên cái sản phẩm cao cấp đó là có những cái sản phẩm trẻ mình tới 6 tháng mới xong. 6 tháng mà làm việc mà cái chiếc mười người đính liên tục. Rồi đầu tư nhiều hơn về phần là đính kết, về phần chất liệu của sản phẩm. Ví dụ như là có những cái chất liệu mà mình nhập từ Belarus hoặc là nhập từ Nhật, từ Ý. Giá nhập rất là cao, thậm chí đôi khi về còn bị đánh thuế rất nặng nữa. Rồi hạt thì mình sẽ đổi sang dùng hạt pha lê Swarovski. Và hiện nay hạt chiếc cọc thu là một trong những cái đơn vị ít ỏi mà làm việc trực tiếp với lại pha lê Swarovski Việt Nam luôn. Là khi mà ở đây thì nhà Việt Nam thì không có cái chỉ có một cái văn phòng thôi và không có cái cửa hàng. Tất cả những cái sản phẩm hạt mà khách hàng đặt thì tụi em đều phải đặt từ áo mới ship về Singapore, rồi từ Singapore mới ship về Việt Nam. Mất rất là nhiều thời gian, và đôi khi thì những khi mình đến những cái sản phẩm mà cần gấp thì thật sự là không làm được, không có đủ thời gian để làm. Thì sau khi mà em sau một thời gian thì em đánh vào cơ cao cấp thì có rất là nhiều khách hàng người ta mong muốn có một cái váy cưới mà thật sự là luxury và được đầu tư tỉ mỉ đến từng chi tiết, thì đặt những cái mẫu váy đó của bên em và có rất là nhiều người hài lòng mình về sản phẩm, về chi tiết cũng như là về chất liệu. 6 tháng thì sợ là 6 tháng làm một váy. Thế là còn dài hơn ở quá trình chuẩn bị cái tiệc. Dạ đúng rồi. Thì tất cả hầu như là cô dâu khi mà đi đến để mà đặt tiệc á, thì bây giờ bắt đầu là tìm đến váy cưới trước rồi. Vậy em cũng khuyên là nên bắt đầu tìm từ 4 đến 6 tháng trước cái ngày cưới để mình chuẩn bị mà cưới rất là kỹ. Thế là thằng nào ngày xưa anh thế nào anh cứ nghĩ là làm váy là phải lãi lắm đấy. Anh nghĩ lãi thôi anh ạ. Anh nghĩ có mấy cái vải may vào xong tính tiền mấy cái hạt, mấy cái hột xoài nữa. Là sau đó thì mà bán mấy trăm triệu. Mình còn chịu khó mình nghiên cứu về chất liệu, rồi mình tìm tòi những cái chất liệu đang hot trên thế giới hay là những cái chất liệu ở Việt Nam chưa có, thì mình sẽ phải bỏ công bỏ sức. Có thể là ban đầu em phải tự em bỏ công để em nhập cái đó rồi em test thử, và thậm chí là có rất là nhiều kiểu, giống như là rất là nhiều loại vải, như là những loại vải đang hot đó mình nhập về mình may lại không được,
nghĩa là không phù hợp với người Việt Nam, có thể là bị nhăn với nó ở nước ngoài nhưng người ta không được nhăn thì người ta không sao, còn Việt Nam mà cô dâu muốn lì rồi phải mịn, không được quá nhẹ thì những cái chất liệu đó lại không phù hợp thì mình lại không dùng được. Nói chung là cũng phải bỏ công bỏ sức rất là nhiều cho những cái sản phẩm mà mình tâm huyết thì mình nhỉ. Dạ. Thế là gì nhỉ, thì là như em là em cũng trực tiếp là tức là anh nghĩ là về cái mà định hướng rồi thiết kế rồi các cái form ra đúng không? Dạ, hoặc là các cái bộ sưu tập hoặc là định hướng về mỗi năm cái trend xu hướng đúng không? Thì phải em là người định hướng đúng không? Dạ, đúng. Thì là em thì cũng có phải là người trực tiếp vẽ luôn không? Hay là dạ, tất cả những cái câu của mấy đặc thì đều chia ra. Thì là mỗi câu sẽ có một cái bạn mà cực kỳ chuyên về bạn đó luôn. Ví dụ như là vẽ thì sẽ có một bạn chuyên về vẽ luôn. Rồi thậm chí là ra tiêu bản mẫu, lên theo nè, rồi may ráp, là mỗi công đoạn này đều là cái bạn mà có thể làm tốt nhất ở cái mạng đó để cho lúc nào sản phẩm của bên em cũng là chính nhất. Không, thì anh nói là về cái chuyện vẽ với thiết kế ấy, thì là em vẽ được chứ đúng không? Vấn đề gì đâu đúng không? Có nghĩa là khi mà mình lên cái tưởng vẽ với thiết kế thì mình vẫn làm cho khách, nhưng mà sau đó thì tụi em sẽ vẽ lại một lần nữa, giống như là mình gọi là diễn lại thời trang á, là sẽ đưa mặt khuôn mặt của khách vào trong cái bức vẽ đó để sau này khách có thể cầm được cái bức vẽ đó làm kỷ niệm luôn, thì sẽ có một cái bạn chuyên diễn họa về thời trang. Vẽ có giống không? Khá là giống. Nhưng nó chỉ là bạn vẽ nhỏ nhỏ đúng không? Dạ, đúng. Một cái bạn vẽ nhỏ nhỏ. Lấy kiểu là phát kiểu phát thảo. Dạ đúng rồi. Thì để mà ở cái mức đó thì tụi em cần một cái bạn chuyên luôn diễn về thời trang để làm được. Ở đây là chỉ diễn họa thôi đúng không? Dạ. Nhà thiết kế đúng không? Dạ. Còn nhà thiết kế là cái người phát ra cái ý tưởng ban đầu của cái váy đúng không? Sau đó cần bạn diễn họa là chỉ chuyên diễn họa, không liên quan gì đến. Nhưng mà lúc bí quá có nhờ bạn diễn họa thì vẽ được. Anh nghĩ là cũng được chứ đúng không? Thường thường anh nghĩ là cũng được đấy. Những bạn đó, những bạn đó nó phải có năng khiếu đấy. Dạ. Là... nói chung là bạn nó sẽ giỏi nhất ở cái công đoạn diễn họa. Nhưng mà ở cái nhìn thấy hiểu, nhưng mà nó vẽ nhiều đúng không? Dạ. Nó vẽ nhiều, nó biết là đấy vài vài quanh dạ, có một vài kiểu dáng đấy đúng không? Dạ, thì nếu mà một đứa tinh ý mà nó có đầu óc thiết kế thì nó vẽ được đấy đúng không? Thật sự là thiết kế thì hầu như là ai đang mà thiết kế ra cũng thiết kế được, không có trong đó đẹp hay không. Anh nghĩ là cái bạn diễn họa đấy của em, bạn cũng là phải đang học những đợt ở gì đấy đúng không? Chứ không thì mà nếu mà đã có tư duy thẩm mỹ và mỹ thuật thì kiểu gì vẽ được. Yeah. Anh đang hỏi thì anh xin một chân diễn họa mà. Tại vì anh thích vẽ váy, mà anh vẽ giả vờ đấy nhờ thiết kế váy. Thì nói chung là cũng gian nan nha. Yeah. Kiếm tiền không phải dễ đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Ngày xưa mình cứ định nhảy vào váy cưới mấy lần nhưng mà không có gì là dễ cả. Cái gì nữa nhỉ? À thế còn em giới thiệu thêm bên ngoài cái thương hiệu váy thì bên mình mới ra một cái dòng dạ, thương hiệu mới về váy tiệm. Cái thương hiệu Hàng Chích Cọc Chua thì hiện nay Hàng Chích Plus là thương hiệu mới của bên mình, là chuyên về dòng váy tiệm. Thì cái dòng váy tiệm này bên mình sẽ chia làm hai phân khúc, đó là Hàng Chích Cọc Chua dành cho các bạn gái, là ở loại Hàng Chích Plus dành cho các bạn gái, là những cái dòng váy đi tiệc này, đi chơi, giá mua thì nó sẽ từ 1.2 triệu cho đến 3-4 triệu. Thì các bạn có thể rất là dễ dàng tìm thấy những cái sản phẩm để mà đi chơi, đi tiệc hoặc là thậm chí đi làm. Và những cái dòng này thì bán sẵn theo size S, M, L, lúc nào cũng có sẵn hết. Còn ngoài ra thì em có một cái dòng Hàng Chích Plus thì dành cho cô dâu, thì tại cái nhu cầu của cô dâu đi chụp hình pre-wedding ở nước ngoài, hay là những cái cô dâu mà muốn cưới mà có ngân sách thấp, nghĩa là không có muốn chi quá nhiều để cái váy cưới, thì có thể tìm đến cái dòng Hàng Chích Plus dành cho cô dâu của bên em với giá mua luôn từ 5-8 triệu. Và theo size ạ, theo size thì là thấy là bán tốt lắm rồi đúng không? Dạ, hiện tại thì cái dòng của bên em cũng mới ra thôi, nhưng mà sự ủng hộ của rất là nhiều cái bạn gái rồi cô dâu, cho nên là đủ tiền thuê mặt bằng đúng không? Ôi trời, là vẫn chạy tốt. Em theo như CEO đã từng bật mí là đủ tiền thuê mặt bằng, các bạn nhìn cái mặt bằng biết ra rồi đấy. Thôi nói chung là sai lầm lớn nhất là mình là không đi học thiết kế váy. Sai lầm không thể có cơ hội sửa chữa thôi. Tức là cái gì nhỉ? Vậy đó, anh hỏi thêm ấy, là ví dụ như anh nhé, là làm về decor sự kiện tiệc cưới ấy, thì có rất nhiều khi là mình thấy có một vài cái khách hàng ấy, rất nhiều khi mình đã tư vấn rồi, vì dưới cái chuyên môn của mình đúng không, bao nhiêu năm ăn học rồi, là mình làm nghề bao nhiêu năm thì mình kinh nghiệm rất là nhiều, mình biết là những cái gì là tốt hoặc là đúng cho người ta ấy, thế nhưng mà người ta vẫn nhất quyết là phải làm theo hướng người ta ấy, và cuối cùng là nhiều khi là mình không thuyết phục được là vẫn phải làm theo ý người ta. Mặc dù mình biết là như thế là sẽ rất là tệ hoặc là nó sẽ không ổn ấy. Đấy, theo cái kinh nghiệm và theo cái kiến thức của mình. Thế nhưng mà thế bên em thì có bị những cái tình hình trạng như thế không? Và nếu mà những khách nào mà ví dụ
kiểu kiên định quá ấy, họ kiên định quá mà không thể nào mà thuyết phục được ấy, thì chắc là vẫn cứ phải làm thôi đúng không? Thực ra thì nó nằm ở về phía là mình quản trị rủi ro trước một cái hợp đồng xảy ra. Thì trước một cái hợp đồng, ví dụ như là tụi em tư vấn sẽ tư vấn cho khách và họ sẽ nói cho khách những cái rủi ro hay là những cái tình trạng có thể xảy ra nếu như mà khách muốn như thế này, muốn như thế kia. Và nếu mà khách vẫn cứ kiên định là không thay đổi thì tụi em sẽ lưu ý rất là rõ với khách. Và đôi khi là có thể đưa vào hợp đồng luôn. Tại vì nếu như mà cái chuyện nó xảy ra mà có thể mang lại rủi ro cho các bên thì sẽ đưa vào hợp đồng luôn, là để cho khách hiểu là cái tầm quan trọng của cái chi tiết đó hay là cái mong muốn đó. Nó có thể nó ảnh hưởng như thế nào với cái đám cưới. Và nếu như thật sự mà khách vẫn muốn đi nữa, vẫn muốn nhất định là phải làm, thì tụi em sẽ cố gắng có một cái cách nào đó để cân bằng. Tôi nghĩ là khách vẫn sẽ được một phần cái ước muốn của khách và tụi em vẫn điều chỉnh được cái và giảm thiểu cái rủi ro nhất có thể, miễn làm sao mà thật sự là cân đối cả hai. Thì tụi em làm dịch vụ mà ở hàng trước thì em vẫn nói với các bạn là tụi em không có bán sản phẩm, có nghĩa là tụi em không có bán váy mà tụi em bán cho khách cái trải nghiệm dịch vụ và cái người có thể giúp khách giải quyết được tất cả những cái vướng mắc, những cái khó khăn của khách trong quá trình mà cưới. Cho nên là thật sự ra thì cái sản phẩm á nó chỉ là một cái phần đi kèm thôi, quan trọng là khách phải hài lòng thì cũng bên em đã. Ok, anh nghĩ là như thế nào rồi? Yeah. Anh cũng thấy rất là hài lòng. Tại vì gần đây chắc là phải đến gần như những cái tiệc mà gần đây của anh mà tiệc VIP mà làm một chiều khách sạn này, hầu như là đều bày bên em. Yeah. Hầu em như là... cảm ơn anh. Cho nên là hy vọng mình sẽ còn hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai. Yeah. Rồi thì là rất cảm ơn Linh vì cái buổi trao đổi hôm nay. Yeah. Chắc là nếu mà nói về váy thì chắc cả ngày cũng hết đúng không? Yeah, đúng thì rồi. Anh sẽ tiếp tục về nghĩ câu hỏi. Yeah. Là sẽ sang đây làm phiền em tiếp. Bất cứ này anh thật. Thì là hy vọng là mọi người đã có những cái thông tin bổ ích cho mình qua cái video ngày hôm nay. Thì là nếu mà mọi người có những câu hỏi thêm gì về váy hoặc là về tất mọi thứ liên quan đến váy thì có thể đặt câu hỏi dưới nhé, và mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ làm thêm những cái video tiếp theo. Nhưng còn nhớ để coi lại gặp mình. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì về váy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ nữa. Đúng rồi, thì mình sẽ lại sau đây làm phiền tiếp. Yeah. Cảm ơn mọi người, chào cả nhà nhé.